Cây bần là một loại cây mọc rất nhiều ở các nhánh sông lớn nhỏ ở miền Tây, thậm chí là ra đến gần cửa biển vẫn có. Mọc dại thế nên là cây bần có sức sống rất mãnh liệt và lại còn mang lại nhiều giá trị cho con người nữa. Anh Khánh Long có thể chia sẻ rõ hơn về những công dụng của cây bần đối với đời sống của bà con miền Tây ạ? Một trong những công dụng lớn nhất của cây bần với người dân miền Tây chính là giữ đất và chống sạt lở. Trái bần thì có thể ăn sống nè, nấu canh chua hoặc là chế biến thành đặc sản là nước cốt bần nổi tiếng gần xa. Nếu mà tự nhiên hỏi là cây bần có cái đặc biệt gì thì có lẽ là nhiều người dân ở vùng sông nước này khó mà trả lời ngay được. Bởi vì hầu như là đi đâu cũng thấy cây bần, riết rồi quá đỗi thân thuộc. Nhưng mà nếu cho họ thời gian để mà ngồi ngẫm lại thì có khi là nói cả ngày cũng chưa hết. Cũng như dừa nước, cây bần mọc rất nhiều ven sông rạch ở miền Tây. Loại cây quan dại nhưng sự tồn tại thì không hề quan phí. Bên dưới những tán bần luôn có một hệ sinh thái thu nhỏ, vừa đủ để là nguồn sống cho rất nhiều người, mà chủ yếu là người nghèo. Cây bần nó tạo ra cái hệ sinh thái khá là đặc biệt, nó cung cấp cái nơi sinh sản cho cá rất nhiều loài. Thì có thể xem đây là cái nhà hàng mà cá thủy sản rất thích, lát nữa nước vào nó mênh mông thì cá nó vào nó tìm mồi và nó ăn trong này, bởi vì chỗ này rất là giàu dinh dưỡng. Ở bên trên này nè, nó lại có một cái hệ sinh thái khác nữa, có thể có ong, có thể có chim hút mật, rồi có thể có kể cả khỉ nữa. Trái bần ăn được rất là thơm, để nấu canh chua có thể chua quá. Dù có vị không hề ngọt, nhưng trái bần vẫn là lựa chọn số 1 của nhiều người khi đang đi trên sông mà chợt thấy đói lòng hay lạc miệng. Và cũng vì nhiều người ưa hương vị của bần nên nước cốt bần ra đời, trở thành đặc sản nổi tiếng của Sóc Trăng và Trà Vinh. Sản phẩm mới lên đời cho loại trái dại và mang lại thu nhập khá cho không ít người nghèo chỉ bằng việc đi lượm bần. Tiết tháng 5, tháng 6 âm lịch này là cái mùa nông nhàn, thì người dân đi lượm bần một ngày trung bình khoảng 50 kg thôi, tới 50 kg thôi một gia đình, thì ngày cũng 400.000 này. Theo kinh nghiệm dân gian, cây bần lâu nay luôn là giải pháp hàng đầu và ít tốn kém trong chuyện giữ đất, ngừa sạt lở. Bần không chỉ trồng ven sông mà trên cả những bãi bồi ven biển. Nhiều năm sống nhờ nghề trồng bần, ông Tăng Nội thấy và hiểu rõ cây bần có giá trị lớn lao thế nào. Bám cây bần này là tôi thấy là tôi lâu lắm rồi, mà cũng nhờ lại cho dân mình nữa, mà cũng lại cho nhà nước nữa. Đó, thấy vừa bảo vệ được cái rừng phòng hộ luôn. Từ đây xuống dưới là dài khoảng 300-400 mét, thì nói chung là đóng cừ gì hết trơn, nhưng mà cuối cùng rồi là đánh coi như tan tành hết. Thấy rõ những cái chỗ mà không có những cây bần với lá dừa nước á, thì coi như là bị lỡ, còn cái chỗ nào còn nó thì không có lỡ.